ただいま信号待ち合わせ中です。発車までしばらく待ちます。ご飯もあなたがいなさい。はい、もあなたがいなさい。Hai em người Nhật đấy. Chào bạn nhé, lại là mình đây, Sun JB cuộc sống Nhật Bản đây. Giờ mình sẽ lên khu vực trên và quay các bạn xem giao thông Nhật Bản bạn nhé. Mình đang đi thang máy các bạn ạ. Bây giờ đang đi thang máy thôi bạn. Đây là khu vực trên này là gọi là đường trên không đúng không ạ? Đường đi bộ. Đây mình quay phong cảnh các bạn xem này. Wow, bạn thấy chưa? Đây là khu vực trên gọi đường đi bộ trên không ạ. Đây là công viên mini nhỏ này. Kia xa xa kia là tàu các bạn kìa. Tàu với người kia. Chim bồ câu này. Wow, các bạn nhìn cảnh đẹp kìa. Kìa các bạn này. Đây là cái tháp nổi tiếng nhất ở đây các bạn. Tháp cao nhất ở đây đây. Tháp Shimonoseki đấy các bạn. Đây mình đi lại khu vực kia và quay các bạn xem. Tháp này đến cái dịp ví dụ dịp gì như kiểu Tết hoặc dịp gì ấy là bắn pháo hoa đây cực kỳ là đẹp bạn ạ. Đây lại đây chút ở đây. Mình quay giao thông các bạn xem luôn. Kia là bến đổ xe buýt các bạn nhé. Đây, các xe buýt thì sẽ đổ ở bến đây các bạn ạ. Đó, bến đổ xe buýt rồi. Các xe sẽ xếp hàng đấy. Và chờ đến giờ là xuất bến thôi. Hôm nay được cái mát trời các bạn ạ. Đẹp. Trời mát. Kia là kiểu như là cái cổng làng các bạn. Cực kỳ là đẹp. Đây mình đứng đây quay các bạn chút giao thông đây nhá. Đây bạn ạ. Đó. Kia xe buýt là chuẩn bị trẻ vào khu vực đây. Và giờ là đang đèn xanh đèn đỏ. Khá là mát mà. Rồi mình đi sang bên cổng này chút đi. Thiết kế rất đẹp. Đây là đường thang máy đây các bạn. Thang máy này cấm rồi, chắc là đang bảo dưỡng ấy. Đây cái cổng làng đây các bạn ạ. Đây là khu phố, khu ăn uống, khu đồ ăn. Đây thang máy đây bạn. Nếu xuống thì đi đấy. Kìa mấy bạn ở Việt Nam đang chờ đèn xanh các bạn này. Đèn xanh đèn đỏ này. Đó. Và đã bật đèn xanh. Khu vực bên trên này là gọi là một chuỗi siêu thị các bạn nhé.
đổ các loại luôn, quần áo, giày dép, rồi nói chung là đổ. Đây bây giờ mình đi thẳng ra đây các bạn nhá. Đây đến mùa hoa anh đào cực kỳ là đẹp bạn à. Đây là các cây hoa anh đào ấy. Các cây hoa anh đào đến mùa cực kỳ là đẹp nhá. Hiện tại mình đang đi bộ trên đường đi bộ trên không các bạn ạ. Mình đang đi lại gần cái tháp kia các bạn nhá. Đang đi lại gần cái tháp mà. Tháp này tối bật lên cũng đẹp phết đấy. Hôm nay được bữa lên phố đây là tiện thể quay các bạn luôn, gọi là giao thông bên Nhật. Đây mình lại đứng đây ngắm chút nè, ngắm chút đường bên Nhật các bạn ạ. Hiện tại các xe thì đang đợi đèn xanh. Được cái giao thông bên này các bạn ạ, các xe mà kiểu như đậu cách xa lắm, tức là cách xa khoảng 2 mét là đúng 2 mét các bạn ạ, chứ không như Việt Nam mình là nhiều khi là đậu cực kỳ là gần. Nhưng mà bên này á là đậu đa số là cách xa các bạn. Các bạn nhìn này. Đó các bạn nhìn thấy không? Ít nhất là khoảng cách tầm độ xe đằng trước với xe đằng sau khoảng 2 mét các bạn ạ. Đây khoảng cách lúc nào phải giữ tầm độ 2 mét trở lên. Bên này thì khu đổ xe. Cái đường đi bộ này ấy, là gọi là nối vào tất cả gọi các tòa nhà ở đây các bạn. Khu vực tòa nhà ở đây này, với xa xa đằng kia là khu vực hải sản ấy, biển ấy, ngoài đấy ngoài biển mà đều nối hết ra đấy. Đường khá là đẹp bạn ạ. Các bạn thấy gần cái tháp không? Thì hiện tại mình chỉ cần đi bộ vài phút nữa là đến thôi. Nhưng mà nay mình chỉ quay đến đây thôi bạn. Giờ mình sẽ vào trong kia có chút việc nên là không thể quay xa các bạn xem được. Mình chỉ đi đến đây thôi. Quán này là khu vực Pachinko, gọi là trò chơi các bạn. Khu vực trò chơi, chơi xẻng các thứ ấy. Đây là thang máy ngoài trời đây các bạn ơi. Hiện tại đang ấy mà mình xuống đấy các bạn ơi. Đi sát lại cái là tự động ấy thôi, tự động hoạt động. Còn nếu mà không có người thì sẽ không hoạt động. Quay lại một vòng luôn. Wow. Wow. Ui, chóng hết cả mặt bạn ạ. Chóng mặt. Quay có vòng hai vòng thôi chóng hết cả mặt đấy. Đây mình đang đi bộ trên gọi là trên không trung các bạn. Còn bên dưới là đường. Đang đi bộ xíu nữa thôi. Bộ xíu nữa là mình dừng video đây. Ngày trước mình ở đây ấy, gần gần đây ấy, là thường thường buổi chiều mình hay ra đây mình chạy bộ lắm bạn ạ. Ra đây chạy bộ đẹp. Thôi video mình xin kết thúc tại đây thôi. Và các bạn yêu quý mình hoặc là thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một nút đăng ký bạn nhé.
và nhớ nhấn quả chuông để xem những video mình mới nhất nhé. Và thôi, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.